Hello tất cả anh em. Hiện tại thì bên Huy lại đang chuẩn bị setup một cấu hình âm thanh. Tiếp tục là loa hỏa tiễn nha anh em, hỏa tiễn và súp 50XP Pro. Bộ này thì sáng ngày mai bên Huy sẽ lên đường đi bàn giao cho anh trai tại Tây Ninh mọi người. Thời gian gần đây thì về Tây Ninh khá là nhiều. Tây Ninh bộ này chắc là bộ thứ 6 mọi người, bộ thứ 6 về Tây Ninh rồi nha. Loa hỏa tiễn Wonderfuel. Cấu hình này thì Huy vừa mới lắp xong này anh em. Hai cặp súp nha, hai cặp súp khủng 50XP Pro. Bốn con súp này đánh thì phải nói là rung nhà nó nhanh em, rung nhà luôn. Bốn con súp 50XP Pro và một cặp hỏa tiễn Wonderfuel T-Duc 112 Pro nha mọi người đó. Và monitor đây. Ở đây bộ máy nha anh em. Vừa rồi thì đội ngũ bên Huy vừa mới setup cơ bản test hệ thống này, âm thanh rất là ok anh em ạ. Một bàn mixer CMF 1000 này, quản lý nguồn này, micro Wonderfuel VK2500 ha mọi người. Và vang số Wonderfuel S12 Plus và đẩy 4 kênh, đẩy 4 kênh X12000A và đẩy 2 kênh Cora KS2002D đánh súp. Một cái cấu hình dàn máy thì anh em có thể thấy là khá là quen thuộc. Thời gian gần đây thì những cái cấu hình máy này thì hầu như là Huy sử dụng hết cho những cái cấu hình âm thanh hỏa tiễn. Tại vì là sao ạ? Âm thanh nó hay, nó phù hợp. Cái dàn máy với loa chính thế âm thanh ra rất là ok, rất là chất lượng luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ thì xin mời tất cả anh em cùng theo dõi hành trình bên Huy đi bàn giao cấu hình âm thanh này cho anh trai tại Tây Ninh nha. Hẹn gặp tất cả anh em Tây Ninh vào sáng ngày mai. Hiện tại thì Huy vừa mới tới nhà anh khách mọi người. Ở đây là Tây Ninh nha mọi người. Đó, cấu hình loa thì bên Huy cũng vừa mới chuyển xuống luôn. Hai cặp súp 50XP Pro ha. Mẫu súp này thì đánh rất là lực. Và đặc biệt đó là anh em có thể thấy là hình thức của nó hơi to một chút nha. Hơi to nhưng mà rất là lực. Đó, và hai cặp súp này, một cặp hỏa tiễn này, loa monitor này và tổ máy này. Đó, anh em thấy cấu hình này rất là khủng nha. Và cái điều đặc biệt ngày hôm nay á, đó là anh khách đầu tư cái cấu hình âm thanh khủng này về để chơi gia đình luôn. Bộ này thì hứa hẹn với anh em là đánh bung nóc luôn nha. Bộ này rất lực, anh em đi làm đám tầm 600 khách, 700 khách đánh nhẹ nhàng thoải mái luôn. Nhưng mà đây anh khách là đầu tư cái bộ rất là lớn này về để chơi gia đình. Tại vì sao ạ? Ở Tây Ninh thì anh em có thể thấy là không gian nhà anh khách khá là rộng nha, rất là rộng. Đây là sân phía trước này, bên ngoài khá là rộng, nhà cũng thưa. Chính thế là anh ấy muốn chơi lớn, chơi mấy bộ này thì thực sự là có tiệm đưa ra chơi rất là phê luôn mọi người. Rồi bây giờ thì bên Huy đang lắp loa này nha. Hai cái xúc chồng lên nhau, lên một cái tủ cát xê nữa và để một chiếc hỏa tiễn lên thì anh em thấy cấu hình này rất là gấu luôn. Đó, lát hai cái đế này thì Huy sẽ bỏ hai cái monitor lên mọi người. Đó, bỏ hai cái monitor lên hai cái đế luôn, rất là đẹp luôn mọi người. Cấu hình loa vừa lắp xong, bây giờ anh em đợi bên Huy tung tín hiệu cái rồi sẽ test thử cho anh em xem nha. Đây dàn máy cho mọi người. Lát lắp xong là mấy khách để ăn nhậu luôn, chơi thoải mái anh em ơi. Ở đây bộ máy nhé, tung cái súp lên phát anh em thấy rung không? Này mới mở tín hiệu tung cái súp rồi rung, rung nhà luôn. Này thì đúng ra mình test ở ngoài trời sẽ tiếng nó sẽ sạch hơn, còn khi mà mình đánh ở trong máy tôn nó sẽ rền rất là to. Nhưng mà tại vì nhu cầu của anh khách là chơi ở trong nhà, chính vì thế để Huy sẽ đặt cái bộ này ở trong nhà để mình căn luôn nha. Còn mình để ngoài trời thì nó dễ rồi anh em ạ. 1, 2, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6. Hết. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Thử bài nhé. Rồi, chắc cái dây này phải đóng. Đóng trên điện.
để anh ôm ấp giấc mơ ở ngoài. Chiều nay không có em, gió mưa về về thương nhớ em. Làm sao anh biết tên chút kỷ niệm xa em nỡ quên. Đường xa đâu quá xa, cớ sao dừng lâu em chẳng qua. Rồi để nối tiếp chương trình ca nhạc hôm nay, xin mời mấy anh trai, mấy anh trai ra hát thử bản cho tất cả mọi người chúng ta cùng tham khảo nhé. Hiện tại cấu hình này thì Huy đang sử dụng mic One of View, mọi người One of View VGS 2500. Thì con mic này thì cái sau tiếng khá là rõ, nhưng cái con mic này sau tiếng không tiếng bass nó không quá dày, cái bass mic nó không quá dày, nhưng mà đặc biệt đó là cái tải mic chung có cái đèn chép nó rất là sáng đó. Thì nếu như mà chúng ta dùng cái cấu hình âm thanh mà gọi là chuyên nghiệp thì anh em dùng cái mic này rất là ok nha. Đó, còn ví dụ như là mình hát nó tặng nghiệp tư hơn thì anh em có thể là lựa chọn cái số mic hay sau cái dày hơn thì chúng ta hát nó sẽ định cái mic của mình hơn chút nha. Hiện tại thì cấu hình này bên Huy đã làm sẵn hai chương trình rồi. Thì theo cái yêu cầu anh khách đó là ở đây thì anh ấy hát nhiều tiếng echo ha. Cho nên bên Huy đã làm một cái chương trình nó hơi nhiều tiếng echo một chút. Tại vì là đa số thì bộ này anh để chơi ở trong nhà thôi mọi người, không có cho đi thuê nha, để chơi ở gia đình thôi mọi người. Đó, rất là ok luôn mọi người. Súp này thì vừa rồi anh em có thể đấy đi xa, khoảng cách xa mà cái áp lực nó cho ra rất là tốt, rất là tròn tiếng nha. Đó, một cặp hỏa tiễn rồi, độ phủ rất là rộng.
Hiện tại thì bên Huy đã lắp đặt và đã test xong rồi mọi người. Phải nói là một cấu hình âm thanh rất là dữ, âm thanh cực kỳ mạnh và kinh khủng. Bộ này thì mọi người có thể thấy là anh trai để chơi gia đình thì rất là kinh khủng đúng không ạ? Đó, cấu hình loa đây mọi người. Vừa rồi thì Huy để ngoài này xoay vô, nhưng mà đánh lớn quá, mở lên có chút xíu được mọi người, mà áp lực nó quá lớn, chịu không nổi. Bây giờ là phải quay ra ngoài, quay theo hướng cái đường này mọi người. Vừa rồi thì cũng đi xa cho anh em ta xem ở gần nhé. Ở gần tiếng cũng rất là tròn sạch sẽ, và khi chúng ta đi xa cái độ phủ nó rất là tốt ha. Rồi, một lần nữa thì Huy xin cảm ơn tất cả anh em đã luôn theo dõi, luôn ủng hộ cho clip của Huy. Và nếu như mọi người mà thấy clip này hay á, nhớ cho Huy xin một like video và nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm những clip mới của bên Huy nha. Rồi, em cảm ơn anh. Chúc anh nhiều sức khỏe nhé. Cần hỗ trợ gì gọi bên em. Dạ, rồi cảm ơn anh. Rồi, xin hẹn gặp lại tất cả anh em vào clip lần sau.